Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Đây là kênh Cu nha. Kênh chuyên thực hiện những video về sinh nha các bạn. Ok. Rồi, trước khi vô clip thì bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì bấm nút đăng ký ha. Còn bạn nào đăng ký rồi thì cho mình một like và bình luận ở video dưới để hỏi kênh nha các bạn. Trong video trước thì mình đã giới thiệu các bạn về khẩu nớp thuộc series Fortnite. Đó là khẩu Fortnite SMG ha. Đó là góc bên đó là khẩu SMG ha. Rồi, video này tiếp tục là một khẩu súng thuộc series Fortnite khác, đó là khẩu SPL. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ trường hợp của con súng SPL này ha các bạn. Đây, tên của súng Fortnite SPL, dành cho độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Đây là game Fortnite của hãng Epic Games các bạn, kết hợp với Hasbro. Có 6 giai đoạn Elite. Ở phía sau thì nó giới thiệu sơ qua một chút về khẩu Fortnite này. Băng đạn chứa được 3 viên ha. Cái nòng xa lành có thể tháo rời ra, ok. Rồi, đây là một vài khẩu súng thuộc series Fortnite khác ha. AEL thuộc dòng Elite và CS thuộc dòng Mega. Ở đây nó có một cái mã QR này các bạn, này không biết để làm gì, để mình quét thử ha. Rồi, khi mà quét cái mã này thì nó thông báo chúng ta là chúc mừng bạn đã mua một sản phẩm chính hãng của Fortnite. Ồ, vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra là không có gì hết nha các bạn. Một thông báo chúc mừng. Rồi, giới thiệu sơ cái hộp gì là được rồi. Bây giờ mình sẽ khui hộp ra rồi giới thiệu khẩu súng cho các bạn xem. Rồi, trong hộp của khẩu Fortnite SPL này gồm có những bộ phận sau đây. Một phần thân súng SPL, một cái nòng silent khá là to, 6 viên đạn Elite và hai tấm bản hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Trung gì đó, như mỗi lần các bạn. Rồi, bỏ qua bên ha. Rồi, khẩu này ở Việt Nam thì có giá khoảng 650k đến 800k nha các bạn, tùy theo shop. Đây là khẩu phiên bản màu vàng, hình như nó còn hai màu nữa, nó là màu xanh đậm và màu clear xanh lam các bạn. Hai khẩu đó thì nó giá cao hơn khẩu này nhiều, nhất là khẩu clear ha. Rồi, vô vấn đề chính luôn. Đây là một khẩu súng lục sử dụng cơ chế hoạt động của nó là các bạn kéo trước lên đạn gì phía sau. Rồi, sẽ để nguyên như vậy, lúc này thì trên thân súng nó sẽ lộ ra vị trí lót đạn cho khẩu súng. Điều này có nghĩa là băng đạn nó được làm chìm ở bên trong thân súng luôn. Sức chứa tối đa của băng là 3 viên đạn Elite. Sau khi nạp đạn xong thì anh em đẩy chốt về vị trí cũ như vậy. Như vậy là súng nó sẵn sàng để khai hỏa rồi các bạn. Công việc tiếp theo giờ chỉ việc bóp cò thôi. Nghe sơ qua thì khẩu này nó tương tự như khẩu Magnus, nhưng do sử dụng đạn Elite và chỉ có nhét được 3 viên đạn cho nên nhìn nó nhỏ gọn hơn và nó thon gọn hơn nha các bạn. Nó không có cồng kềnh như khẩu Magnus. Ok, đi kèm tôi xuống là một cái nòng silent khá đẹp luôn. Tại vì thiết kế cho giống với game nên nó to dần, đầu nòng hết các bạn. Theo cá nhân mình thì nó chỉ hợp với khẩu này thôi, chứ gắn như mấy khẩu khác thì nó rất là kỳ cục hết các bạn. Mặc dù là nó có thể gắn được vì nó chung khớp với mấy cái dòng Elite khác luôn, gắn được hoàn toàn nha các bạn. Ở phía trên thân súng là một cái red dot, không có kính và nó bên trong nó hoàn toàn trống rỗng luôn nha, chỉ mang tính chất trang trí cho đẹp thôi. Rồi, phía dưới bên hông súng thì nó có một cái nút nhỏ, cái nút này thì anh em chắc là biết rồi nhé. Đây là nút reset button, dùng trong trường hợp mà súng nó bị kẹt đạn á, do băng đạn nằm bên trong súng, cho nên cái nút này là nó rất là cần thiết nha anh em. Khi bị kẹt đạn không lên đạn được á, thì chúng ta việc ấn vào là giải quyết được cái vấn đề kẹt đạn một cách dễ dàng ha. Đây cái nút này các bạn nhấn vào, cái này thì hình như cần phải có một cái cây nữa các bạn. Tay cầm của súng thì chắc là thoải mái luôn, cầm không gây khó chịu một chút xíu nào hết. Ở phía sau thì nó có một cái phần nhô ra, cái này thì mình không biết tác dụng là cái gì luôn, có thể để cho nó giống trong game thôi các bạn. Đây là cái đoạn thừa ra màu đen này nè, đạn chẳng. Rồi xong rồi, đó là toàn bộ dây khẩu SPL này. Quên nữa các bạn, trên thân súng thì ngoài chữ Fortnite ra nó còn có thêm một dòng chữ nữa, do nó trùm với cái màu xám nên khó là nhận ra ha. Cái chữ như là cái chữ là cái chữ biểu hiện của sự im lặng đó các bạn, một khẩu súng kiểu Stay Action. Rồi, vậy là xong ha, đó là toàn bộ dây khẩu Fortnite SPL này. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần được mong chờ nhất, đó là phần test súng anh em.
Rồi, sau khi test xong các kiểu thì mình xin đưa ra nhận xét của cá nhân mình về khẩu XPL này như sau. Về ưu điểm á, ngoại hình của nó khá là ổn nha. Nếu như mình đoán không nhầm thì cái khẩu XPL này giống như theo cái kiểu mẫu của khẩu Glock nha các bạn, khẩu Glock ngoài đời thật á. Thêm nữa là nó lên đạn rất là nhẹ nhàng luôn nha, rất nhẹ nha. Mình không nghĩ là cái khẩu súng này nó lên đạn rất là nhẹ vậy, nhưng mà cái lực bắn của nó thì vẫn chấp nhận được ha. Khi mà tháo nòng xe lành thì bắn được mạnh thêm một chút xíu nữa. Phụ kiện nòng theo súng thì cũng rất là đẹp luôn. Đó là ưu điểm của khẩu XPL này ha. Còn về nhược điểm của nó là thứ nhất là cái nòng xe lành nè, nó chỉ hợp với khẩu súng này thôi. Gắn qua khẩu khác thì nó không có đẹp, khá là đáng tiếc luôn. Cái nhược điểm tiếp theo á, cái băng đạn nó chứa ít đạn quá, chỉ có 3 viên thôi. Cái này thì cũng chấp nhận được, tại vì do băng đạn làm chìm bên trong súng ha. Nếu mình làm nhiều quá thì khẩu súng sẽ trở nên mất cân đối. Tiếp theo là cái red dot nó không có tâm và kính, gắn lên chỉ để trang trí thôi. Ok, đó là toàn bộ ý kiến của mình về khẩu XPL này. Hy vọng nó sẽ giúp cho các anh em sau khi xem xong có thêm nhiều thông tin về khẩu XPL này và dòng nớp Fortnite. Anh em sau khi xem nhớ đăng ký kênh, like video và cho biết ý kiến của anh em về khẩu XPL này ở phần comment phía dưới nha anh em. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.